Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm nay tôi đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc trực thăng gặp nạn rơi xuống vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Cũng từ sáng sớm nay thì các lực lượng chức năng đã đi tuần lưu trên khu vực máy bay rơi để tìm kiếm các cái hành lý cũng tư trang cũng như là những cái vật dụng và thân vỏ máy bay rơi ở khu vực này. Đến sáng nay thì nhóm thợ lặn đã thay phiên nhau liên tục xuống tiếp cận thân máy bay rơi để làm công tác trục vớt. Và đến 8 giờ sáng nay thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng với huyện Cát Hải và các lực lượng chức năng khác của Quảng Ninh, Hải Phòng, cục cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cũng như là phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin gửi đến quý vị và các bạn. Tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 4, hơn 600 người cùng 31 phương tiện đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vụ trực thăng Bell 505 rơi ở Hải Phòng. Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đang được tích cực triển khai. Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18, quân chủng hải quân 38, trong đó có 9 thợ lặn, quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác là 270 người. Các đơn vị đã huy động 31 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ. Cũng theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 4, các lực lượng đã tìm thấy 3 thi thể và một số mảnh vỡ của máy bay. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường xác máy bay rơi xuống. Các lực lượng làm công tác chuẩn bị và tổ chức lặn tìm kiếm quanh khu vực vị trí máy bay rơi và rộng ra 50 mét. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, từ rạng sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng liên tục tuần tra quanh khu vực máy bay rơi để tìm kiếm cứu hộ 2 trên 5 nạn nhân còn lại. Như VTC News đưa tin, ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long cất cánh lúc 16:56, mất liên lạc lúc 17:15. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng Miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell 505 bị rơi. 1. Ông Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công. 2. Ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, trú tại thành phố Đà Nẵng. 3. Bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, trú tại thành phố Đà Nẵng. 4. Bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, trú tại thành phố Đà Nẵng. 5. Bà Phạm Thị B, sinh năm 1958, trú tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi trục vớt những mảnh vỡ tiếp theo của máy bay gặp nạn, lãnh đạo chỉ huy các lực lượng chức năng lên tàu 885 của quân đội để hội ý đánh giá hiện trường và tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Hàng chục tàu xuồng chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị bảo vệ hiện trường tuần lưu tìm kiếm các nạn nhân, mảnh vỡ máy bay quanh khu vực Vịnh Trà Báu, Cát Hà, nơi máy bay rơi xuống biển. Đến 9 giờ 10 phút, sau khi hội ý thống nhất nhanh, các lực lượng chức năng, phương tiện về vị trí tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn và trục vớt máy bay gặp nạn, cũng như tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn lại. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang gây xôn xao dư luận. Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua điều tra, Công an xác định Quang Trung U, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là nghi phạm sát hại nữ kế toán trưởng Lý Thị Mai, 30 tuổi, của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng có thể liên quan đến chiếm đoạt tài sản. Vì nghi phạm của vụ án là người nước ngoài, nên thời gian lấy lời khai và thực hiện các thủ tục mất nhiều thời gian. Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Quang Trung U và sắp tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, tại công ty nói trên ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ án mạng, nạn nhân Lý Thị Mai, kế toán trưởng của công ty, chết trong nhà tắm với nhiều vết thương trên cơ thể. Qua trích xuất camera, công an xác định Giang Dong U, giám đốc công ty, là nghi phạm gây án. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn và bị công an bắt giữ vào tối ngày 30 tháng 3 khi đang ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra diện rộng việc quản lý thông tin thuê bao di động,
hoạt động đăng ký lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng số lượng SIM điện thoại lớn có dấu hiệu lớn bất thường tại chi nhánh của các doanh nghiệp viễn thông tại địa phương, trong đó có Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnam Mobile Phone và các điểm cung cấp các dịch vụ viễn thông đăng ký thông tin thuê bao lớn có dấu hiệu vi phạm. Đợt thanh tra diễn ra từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6 năm nay. Việc thanh tra nhằm chấn chỉnh tình trạng các cuộc gọi quấy rối, khủng bố, đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xử lý triệt để vấn nạn SIM rác. Ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 9 bánh heroin và 1 bánh hồng phiến. Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Sơn La sang địa bàn tỉnh Lai Châu tiêu thụ với số lượng lớn. Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án xác định được 2 đối tượng gồm Hạng A Vự, sinh năm 1973, và Mùa Nủ Súa, sinh năm 1974, thường giả làm người đi bẫy chim theo tuyến quốc lộ 279D sang địa bàn Lai Châu để móc nối với các đối tượng tại đây. Đến tối ngày 3 tháng 4, tại địa bàn xã Khoe On, huyện Than Uyên, Ban chuyên án và Công an huyện Than Uyên đã khống chế bắt giữ thành công 2 đối tượng này, thu giữ 9 bánh heroin và 1 bánh hồng phiến cùng các chứng cứ và tài liệu liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đó là Phan Công Sáng, chú tại thị xã Hồng Lĩnh, Đặng Quang Nam, chú tại huyện Đức Thọ và Đặng Thế Khánh, chú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định từ năm 2018, 3 đối tượng này đã mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web micat.vn, nay thay đổi tên miền sang là motcat.info. để thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng 1 triệu một ngày. Đối tượng Sáng là người đứng sau cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc. Việc thực hiện hoạt động cho vay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà được giao cho Khánh. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay với tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng. Thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Theo thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang, đơn vị vừa phối hợp bắt vụ vận chuyển gần 3.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc tại một ngôi nhà bỏ không trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cụ thể, vào tối ngày 3 tháng 4, khi lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện 4 đối tượng đang mang vác nhiều bao hàng từ bờ kênh Vĩnh Tế lên nhà dân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại toàn bộ tang vật trong nhà, lợi dụng đêm tối chạy thoát. Kiểm tra căn nhà, đối tượng để tang vật, phát hiện 14 bọc ni lông màu đen. Bên trong có chứa 2.990 gói thuốc lá đều không rõ nguồn gốc, trị giá hàng hóa khoảng 90 triệu đồng. Thưa quý vị, vào mỗi mùa mưa lũ, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không chỉ đối mặt với nạn sạt lở núi, mà còn thường xuyên hứng chịu tình trạng sạt lở đất ven sông suối. Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình chống sạt lở, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân. Tại huyện Bắc Trà My, bờ kè chống sạt lở ở vùng thượng lưu sông Trường đang được triển khai để kịp hoàn thành trước mùa mưa lũ. Vào mùa mưa lũ, mực nước sông Trường, đoạn qua thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam dâng cao và chảy xiết. Để bảo vệ an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân và hàng nghìn hecta đất canh tác, huyện Bắc Trà My đã được đầu tư trên 92 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp tuyến kè tại các vị trí xung yếu với tổng chiều dài hơn 2 km, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay. Khi nhận mặt bằng, anh em chúng tôi đã tập trung nhân lực, thiết bị cũng như vật liệu để tập trung hoàn thành đúng tiến độ trước mùa mưa lũ năm 2023 này. Tuy cái giá cả vật liệu xây dựng nó tăng đột biến so với thời điểm ký hợp đồng, nhưng chủ đầu tư vẫn đề nghị các nhà thầu là tập trung nhân lực thiết bị để cố gắng thi công hoàn thành công trình này trước 30 tháng 8 năm 2023 để đáp ứng cái mục tiêu kế hoạch của dự án và phát huy được cái nhiệm vụ của dự án mang lại cho thị trấn. Địa hình huyện Bắc Trà My có độ dốc lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ quét, sạt lở đất. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, những năm qua, chính quyền địa phương đã ưu tiên nguồn lực để quy hoạch, bố trí lại dân cư và đất sản xuất, đảm bảo sinh kế cho người dân ở những khu vực có nguy cơ cao.
trong đó cấp bách là xây dựng giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trước đây thì cái bờ kè nó chưa lên thì bà con rất là lo sợ, nhưng bây giờ thì nhà nước cũng đã hỗ trợ và làm cái bờ kè này thì bà con cũng đã an tâm hơn. Ngoài cái kè sạt lở để chống đảm bảo cho người dân ở trên cái kè người dân hiện hữu á, thì còn một phần còn lại huyện cũng tranh thủ trên cái kè để cái rồi giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, phát triển cái đô thị theo hướng sông, vì cái view sông thì nó sẽ có cái hướng thoáng hơn cho cái đô thị. Theo thống kê, huyện Bắc Trà My có 30 điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại thị trấn Trà My và các xã Trà Bui, Trà Sơn, Trà Giáp, Trà Giác. Do đó, cùng với việc cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào, việc ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại đang được huyện Bắc Trà My khẩn trương triển khai trước mùa mưa lũ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynongacongvtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.